Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì muốn viên mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên ngay trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn Đà La Ni, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả trơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng.